người trong cuộc ở Donbass cho rằng không ăn gỏi được Ukraine, trước mắt Nga là cuộc khổ chiến. Tất cả chúng ta đều đã thấy các tuyên bố của Nga rằng các nhiệm vụ chính trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch ở Ukraine đã hoàn thành xuất sắc, rằng phòng không và không quân của Ukraine đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng những ngày qua, chúng ta đã thực sự thấy gì? Những chiếc trực thăng vũ trang Mi-24 của Ukraine lặng lẽ thâm nhập vào lãnh thổ của Nga và không kích gần trung tâm Belgorod, Họ cũng đang nỗ lực sơ tán các chỉ huy Ukraine đang bị bao vây ở Maripo. Có ý kiến cho rằng cái gọi là tái bố trí nằm trong kế hoạch ban đầu nào đó. Nhưng rốt cuộc, không có gì bí mật rằng kế hoạch ban đầu là một cuộc tấn công nhanh bằng cơ giới, được lên kế hoạch để kiểm soát Kiev trong vài ngày và hoàn thành chiến dịch trong một tuần. Những người phản đối quan điểm này thường đưa ra lập luận rằng bạn không thể nào lên kế hoạch hơn được Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga và làm sao mà bạn có thể biết được không ai lên kế hoạch cho những điều đang diễn ra. Nhưng có một sự thật là vùng trời phía Nam, nước Nga đã đóng cửa đối với máy bay dân sự đến ngày mùng 2 tháng 3. Kết luận hiển nhiên rằng giai đoạn tích cực của chiến dịch được dự kiến sẽ kết thúc trước ngày đó. Đối với Burikov, dường như lý do chiến dịch không thể hoàn thành nhanh chóng là vì một đánh giá sai lầm đã được đưa ra về phía Ukraine hôm nay một quốc gia đã gần 8 năm chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga và được các đối tác phương Tây bơm đầy vũ khí. Nga đã không thể lặp lại năm 2014 khi quân đội Ukraine không muốn chiến đấu và đứng về phía Nga, bởi vì sau 8 năm đã hoàn toàn khác. Hoạt động tuyên truyền và thanh trừng đã diễn ra trong hàng ngũ và những người chống Nga nhất là đang ngồi ở những vị trí cao nhất. Quân đội Ukraine đã trở thành một đối thủ nguy hiểm được cả thế giới phương Tây hỗ trợ, Họ đã chuẩn bị cho chiến tranh và họ biết cách chiến đấu bởi vì họ có một khu huấn luyện chính là giới tuyến Donbass. Dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng cũng có kinh nghiệm chiến đấu tương tự và điều đáng tiếc là nhiều người ở Nga đã không coi trọng và cho rằng việc các dân quân sẽ chỉ là cầm cự cho đến khi các lực lượng chính tiếp cận. Bất chấp trang bị nghèo nàn, nhưng các đơn vị DPR-LPR đã chiến đấu nghiêm túc và hoàn thành công việc của mình một cách khá thành công cuộc chiến này sẽ còn kéo dài và đó là điều hiển nhiên. Và mặc dù cựu chỉ huy dân quân DPR Strykov đã bị chỉ trích vì chủ nghĩa bi quan, nhiều đánh giá và dự báo của ông là đúng và cũng là lời khuyên cần được chú ý. Rốt cuộc, chiến thắng sẽ được giành lấy trên chiến trường, chứ không phải trong các bình luận của các chuyên gia hay nhà phân tích. Những người hàng ngày di chuyển mũi tên trên bản đồ và vẽ lại bản đồ ở một số khu vực.